Mẹ đơn thân. Chào cô. Chào các con. Đợi mẹ lâu chưa? Dạ, cũng mới được một lúc thôi mẹ ơi. Chị về nhà đánh vật với hai anh chàng này cũng vất vả lắm đi. Nào, để cô cho hai anh em lên xe nào. Dạ, con chào cô ạ. Chào ba mẹ con nhé. Hai anh em về nhà nhớ ngoan, không được quậy phá mẹ nghe chưa. Dạ. Cô Bin à, ở lớp hôm nay hai anh em con có ngoan không? Dạ, chúng con ngoan mẹ ơi. Cô giáo còn phát thêm cho mỗi đứa một phiếu bé ngoan đây này. Tốt lắm, hai con ngoan lắm. Tụi con ngoan, thế thì mẹ thưởng cho tụi con gì nào? Trên đường về, mẹ đã mua quà cho hai anh em rồi nhé. Mỗi đứa một bộ xếp hình rất đẹp. Bin và Bo có thích không nào? thích quá mẹ ơi. À, lại sắp được chơi xếp hình rồi. Xe nào? Ba mẹ con cô Hoa đã về rồi đấy à? Dạ, chào ba ạ. Cô Hoa được hai ông tướng, đó là bụ bẩm đáng yêu. Nhưng mà rồi lại vất vả lắm đi. Giá mà được một cô con gái có đỡ hơn không? Dạ. Mẹ ơi, tại sao bác ấy lại bảo giá được một cô con gái thì tốt hơn? À, con biết rồi. Chắc là vì biết hát hay cho mẹ nghe, hay trò chuyện với mẹ này, đúng không ạ? Cô Bin giỏi quá. Con nói đúng đấy. À, xếp hình thôi nào. Em xếp thế sai rồi. Thôi đưa đây anh xếp cho nào. Không, em xếp đúng. Em không đưa. Đã bảo là xếp sai mà lại. Trả em đây. Trả em đây. Không biết đâu. Hai anh em chơi phải nhường nhịn nhau chứ con. Nhưng mà em ấy... Em ấy thật là mất ước. Không chơi với em ấy nữa mẹ ơi. Con cũng phải nhường em chứ. Em chưa biết thì phải nhẹ nhàng bảo em mới phải con. Dạ. Mà hôm nay mẹ nấu món gì thơm quá mẹ ơi. Ừ. Mẹ nấu mấy món ăn con thích đó. À, thích quá. Thích quá. Biết. Ừ. Cuốn. Vào đây chơi với hai em nào. À, chị Cuốn. À, chị Cuốn. Vào đây chơi với chúng em đi chị. Chị Cuốn ơi, vào đây em cho xem bộ xếp hình tuyệt đẹp mẹ mới mua cho em nè. Ơi, thích quá. Hôm nay chị học được một bài rất hay đấy nhé. Bài gì thế hả chị Cuốn? Để chị hát thử cho mà nghe nhé. Con sẽ luôn bên mẹ, suốt đời luôn bên mẹ, vun đắp ước mơ hồng cho con mẹ yêu nhé. Ước muốn cho cuộc đời xinh tươi như khi con cười. Hạnh phúc ơi vô vàng có mẹ, mẹ biết không? Ôi, chị hát hay quá. Hoan hô chị Cuốn. Hoan hô. Ước chi em hát hay được như chị thì phải tốt không? Vậy em có muốn học hát không? Chị sẽ dạy em. Ơi thật nhé. Chị nói rồi đây nhé. Em tặng chị này. Ơ, nhưng mà mô hình này em rất thích cơ mà. Vâng, nhưng em tặng chị đấy. Chào ơi, đẹp quá. Chị cảm ơn Bin nha. Thôi chị về đây. Mai chị em mình sẽ bắt đầu tập hát nha. Dạ. Cô Bin à, sao ban nãy mẹ thấy con cho chị Quýnh bộ xếp hình mà con rất thích? Sao lạ vậy con? Mẹ ơi, vì chị ấy dạy con hát, con muốn hát được hay như chị ấy. Cô Bin của mẹ thích làm ca sĩ hay sao mà lại muốn hát hay? Không, bài hát đó rất hay về mẹ. Con muốn hát bài đó thật hay để hát tặng mẹ. Con tin là mẹ sẽ thích cho mà xem. Con... Mẹ ơi, Bin thương mẹ vất vả. Đi làm về lại đi chợ rồi nấu nướng chăm sóc cho hai anh em con. Mẹ vất vả như thế cơ mà. Con không chơi xếp hình cũng không sao. Con muốn làm mẹ vui, mẹ cười thật nhiều thôi. Con trai của mẹ, các con thế này thì vất vả mấy, với mẹ cũng có là gì cơ chứ. Kỳ nghỉ hè của Tí. Yeah, lại các
Chúng ta được nghỉ hè rồi cùng bố mẹ nhé. Mẹ ơi, con được giấy khen, mẹ mau ra xem này. Ôi, thật vậy sao? Mẹ chúc mừng con trai nhé. Như vậy là hè này con sẽ được lên thành phố chơi ở nhà bắt hùng phải không mẹ? Đúng vậy con trai à, con đã được giấy khen và sẽ được thưởng như lời mẹ đã hứa. Bác Hùng đã gọi điện về cho mẹ, mai bác đi công tác và sẽ qua đón con lên thành phố chơi một tuần nhé. Yeah, mẹ thật tuyệt vời. Con lên nhà bác Hùng phải ngoan, nghe lời hai bác và các anh chị biết chưa? Chơi với bác một tuần rồi mẹ lên đón con nha. Con nhớ rồi ạ. Từ bé đến giờ chưa khi nào hai mẹ con xa nhau lâu thế. Tí đi chơi thế này mẹ sẽ nhớ tí lắm đây. Sao mẹ lại khóc nhỉ? Con chỉ đi chơi có một tuần thôi mà. Wow, nhiều món ăn ngon quá. Có những món ở dưới quê cháu chưa từng được ăn bao giờ bác ơi. Thức ăn ngon là cháu phải ăn thật nhiều vào nghe chưa? Mấy anh chị em chơi ngoan, mai bác sẽ đưa cả ba đi hồ bơi. Tất cả có đồng ý không nào? Tuyệt vời ạ! Wow, ở đây đẹp quá. Ở quê em không có những chỗ chơi như thế này anh chị ơi. Thế này đã nhầm nhò gì, em cứ ở đây chơi, sẽ còn được đi nhiều nơi thú vị hơn thế này cơ. Chà, tụi bạn mình ở quê làm sao mà được thấy những trò chơi kỳ diệu này chứ. Tí ơi, em vào nghe điện thoại, mẹ em gọi nè. Alo, mẹ ơi, con Tí đây ạ. Con trai của mẹ lên chơi nhà bác con ngoan không? Con chơi ngoan mà mẹ, các anh chị quý con lắm, dẫn con đi hồ bơi này, rồi mua cho con cả đồ chơi nữa. Con vui lắm mẹ ơi. Ừ, con vui là được rồi, con ở chơi nhà bác cả tuần thế là được rồi. Mai mẹ sẽ đi xe khách lên đón con về, Tí về con phụ giúp mẹ nhiều việc nữa nghe chưa? Đã một tuần rồi sao ạ? Nhưng con vẫn muốn chơi thêm một tuần nữa mẹ ơi, mẹ đồng ý nhé. Đi mà mẹ. Tí chơi vui không nhớ mẹ sao? Thôi được rồi, mẹ sẽ đồng ý. Nhưng chỉ chơi thêm một tuần nữa thôi đấy, nghe con. Yeah, vâng ạ, con chỉ chơi thêm đúng một tuần nữa thôi mẹ ơi. Con chào mẹ. Tí nghe điện thoại đi em, chắc mẹ em gọi đó. Alo, mẹ ơi. Ừ, mẹ đây con. Có nhớ mai là ngày mẹ hẹn lên đón con không? Xa mẹ lâu ngày thế, có nhớ mẹ không? Mẹ ở nhà một mình buồn và nhớ Tí lắm. Mai mẹ bắt xe khách chuyến sớm lên đón con nha. Con có nhớ mẹ, nhưng con vẫn đang chơi vui. Mãi mới đến kỳ nghỉ hè, được lên chơi với anh chị. Nên con chưa muốn về mẹ ơi. Khi nào về, con sẽ gọi để mẹ lên đón con. Thế thôi con chào mẹ, con cúp máy đây. Ơ kìa Tí, con, alo, con nghe thấy mẹ nói không? Alo. Thằng bé mãi chơi quá, thôi thì đành chiều nó vậy. Hôm nay anh đã hẹn bọn thằng Nam ở phố bên. Anh em mình hôm nay phải đọ sức với bọn này mới được. Em vào nghe điện thoại đi, chắc lại là mẹ em gọi đấy. Vào nghe nhanh rồi còn đi. Vâng, để em vào nghe. Mẹ ơi, mẹ lại gọi con có việc gì thế ạ? Con đang vội đi chơi lắm, có gì mẹ nói nhanh lên đi ạ. Ừ, các bạn trong xóm nhắn con về để tham gia sinh hoạt hè đấy. Con... Ôi, tưởng chuyện gì, cái đó không quan trọng đâu mẹ ơi. Trên này con có được các anh chị dẫn đi chơi nhiều trò còn thích hơn cơ. Nhanh lên Tí ơi, bọn thằng Nam qua gọi rồi đây nè. Thôi mẹ đừng gọi lên nhiều, con còn bận đi chơi lắm. Vậy nghe mẹ. Mai được nghỉ, bác sẽ đưa cả ba anh chị em đi sở thú chơi. Các con đồng ý không nào? Có ạ, à, chúng con thích lắm, thật tuyệt vời. Con sư tử kia bị làm sao vậy ạ? Cậu bé lại để ý đến con sư tử này sao? Bọn trẻ đến đây chỉ thích ngắm những con sư tử to lớn, nhanh nhẹn, dũng mãnh. Tại cháu trông thấy nó rất tội nghiệp, nó bị ốm phải không chú? Nó là mẹ của hai con sư tử con rất dễ thương. Thực ra trước đây nó rất khỏe mạnh, nhanh nhẹn nhất đàn. Nhưng từ hồi người ta chuyển hai chú sư tử con sang trung tâm huấn luyện động vật, con mẹ bỗng thay đổi hẳn.
Chú ơi, tại sao người ta lại không cho sư tử con ở cùng với mẹ của nó vậy chú? À, người ta chuyển hai con sư tử con đến trung tâm huấn luyện vì ở đó có điều kiện tốt hơn để chăm sóc cho bọn chúng. Chỉ tội cho sư tử mẹ buồn vì nhớ chúng nên nó mới bỏ ăn, ủ rũ như vậy đấy cháu à. Các con động vật cũng biết vui, biết buồn, biết nhớ khi phải xa con của nó hả chú? Đúng rồi cậu bé à, các loài động vật cũng có cảm xúc như con người cháu à. Nếu như cháu xa mẹ vài ngày thì mẹ sẽ rất nhớ cháu đúng không? Sư tử mẹ cũng vậy đấy, vì xa đàn con lâu quá mà buồn rầu, ốm yếu. Nó cứ bỏ ăn thế này chắc cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Thôi chết, mình đã đi chơi lâu quá rồi, mẹ ở nhà một mình chắc cũng buồn và nhớ mình lắm. Vậy mà mấy lần mẹ gọi về, mình đều khất lần đòi ở lại. Tí ơi, mau ra đây cùng bác, kẻo đi lạc bây giờ. Mẹ, con chào mẹ, con đã về rồi ạ. Ủa, con nói khi nào về sẽ gọi điện cho mẹ mà. Tí về bất ngờ là mẹ vui quá. Có biết là con đi chơi lâu thế, mẹ nhớ con lắm không? Mẹ, con xin lỗi mẹ ạ. Con mãi chơi quá mà quên mất rằng mẹ ở nhà một mình rất buồn. Con... không sao đâu con. Con của mẹ đã biết nghĩ như vậy là lớn thật rồi. Mẹ không sao đâu. Mẹ tha lỗi cho con mẹ nhé. Con biết lỗi của mình rồi. Hiến máu. Hai đứa chuẩn bị cho đám cưới thế nào rồi? Tốt cả chứ. Bọn con bận nhiều việc quá nên vẫn chưa đi chọn đồ cưới được mẹ. Sao lại thế? Sắp đến ngày cưới rồi còn gì. Vâng, bọn con sẽ thu xếp ạ. Hay mai cuối tuần anh chở em qua ảnh viện áo cưới chọn đồ nhé. Anh định mai qua viện huyết học để hiến máu định kỳ. Con à, sắp cưới xin đến nơi, phải lo bao nhiêu là việc mà còn đi hiến máu làm gì cho hại sức khỏe hả con? Hiến máu không hại sức khỏe như bác nghĩ đâu ạ. Con hiến máu suốt mấy năm nay mà sức khỏe và tinh thần đều rất tốt. Con à, kìa anh, hay là để làm đám cưới xong xuôi rồi anh đi hiến máu cũng được. Ừ, để mai anh chở em đi chọn đồ. Ừ, thế thì tốt. Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc nhé. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Cảm ơn các bạn. Nhóm nào thế anh? À, đây là nhóm tình nguyện hiến máu bệnh viện huyết học. Bao nhiêu năm hiến máu rồi nên anh chơi thân lắm. Chúc mừng hạnh phúc đôi bạn trẻ. Chúc mừng hạnh phúc. Chúc mừng hạnh phúc. Vâng, em nghe. Có việc gì không anh? Anh cần người có nhóm máu B để truyền cho bệnh nhân gấp. Bệnh nhân mất nhiều máu và đang yếu dần đi. Anh gọi cho Hùng mà không được. Em có số nào khác của bạn ấy không? Anh Hùng chắc đang tắt máy. Hôm nay anh ấy cưới vợ. Em đang ở tiệc cưới nè. Nghe gì? Lúc nãy bên chủ lưu trữ thông tin hiến máu cho biết chỉ có 3 người trong danh sách có nhóm máu hiếm B. Mà hai người kia đều trả lời là đang đi công tác xa. Để em xem thế nào đã nhé. Vâng, em chào anh. Làm sao bây giờ? Dù sao mình vẫn phải nói cho anh ấy biết thôi. Có chuyện gì thế anh? Em chờ anh một chút. Có chuyện gì thế nhỉ? Sao cô dâu chú rể có vẻ căng thẳng thế? Anh có chuyện gì vậy? Khách đang chờ kìa. Bệnh viện gọi anh đến hiến máu. Anh... nhưng hôm nay là đám cưới, anh không định bỏ em lại ở đây một mình để đến đó hiến máu đấy chứ. Sao hai đứa lại ở đây? Mau vào trong kẻo khách chờ kìa con. Dạ, con có việc gấp phải đi ngay. Con nhờ mẹ ở bên cạnh Linh, con phải đi nhanh thì mới kịp. Thấy là thế nào? Xin lỗi em, nhưng anh phải đi. Anh... em ăn chút gì đi. Mấy hôm nay em không chịu ăn gì rồi. Em không muốn ăn đâu. Anh xin lỗi. Hôm đó lúc anh bỏ đi,
em đã rất xấu hổ trước họ hàng và bạn bè. Tại sao anh lại làm thế với em trong ngày đám cưới cơ chứ? Anh không nghĩ cho em cũng được, nhưng còn bố mẹ... Anh xin lỗi. Anh đừng có nói nữa, anh thật quá ích kỷ. Kìa Linh, ôi chị Linh, anh Hùng đâu mà chị đi có một mình thế này ạ? Ồ, Nhung đấy à. Nhắc đến anh ấy làm gì cho thêm bực. Mà em đang đi đâu vậy? Hôm nay em đến nhận việc ở công ty. Thất nghiệp mấy tháng nay giờ mới được gọi đó. Em mừng quá đi. Thế chị vẫn còn giận anh ấy hả? Chúc mừng em nhé. Vậy em đi đi kẻo muộn. Vâng. Chị Linh, chị ơi. Chị tỉnh dậy rồi. Chị thấy trong người thế nào rồi? Sao chị lại ở đây? Con chị... Chị yên tâm. Bác sĩ bảo hai mẹ con vào viện kịp thời nên em bé vẫn khỏe mạnh. Chị thì suy nhược, bồi dưỡng vài hôm sẽ khỏe lại thôi. May quá, cảm ơn em. May có em, chứ nếu không... Mà chị quên mất, hôm nay em đi nhận việc cơ mà. Dạ, em có gọi điện thoại xin hoãn đến hôm khác rồi. Nhưng họ đang cần người gấp nên đã tìm ứng viên khác thay thế em rồi. Cũng hơi tiếc, nhưng mà không sao ạ. Cũng tại chị làm liên lụy tới em. Chị cũng không biết nói gì. Không sao đâu chị. Trên đời này không có gì đáng quý hơn sức khỏe và tính mạng con người. Giúp được cho chị, giúp được em bé bình an, em còn hạnh phúc hơn gấp mấy lần được đi nhận việc ấy chứ. Thật vậy sao? Thật chứ. Em nghĩ trong cuộc sống ai cũng có nhiều lúc khó khăn, cũng cần có nhiều bàn tay chìa ra giúp đỡ. Mỗi người góp một bàn tay thì cuộc sống sẽ bớt đau thương và thêm nhiều hạnh phúc hơn chị ạ. À, em nói đúng. Vậy mà giờ chị mới hiểu đấy. À, em có điện thoại đó không? Gọi anh Hùng tới đây giúp chị. Em mà còn đợi chị nhắc hả? Em đã gọi rồi. Anh ấy tới ngay bây giờ đấy ạ. À, tờ vé số độc đắc. Đây là một câu chuyện có thật, chuyện diễn ra trong một xóm nghèo nhưng đông đầy tình làng nghĩa xóm của những con người lao động chân chất. Tôi e là cơn bão này lớn đấy. Tôi đã chống lại mấy cái cửa đằng sau rồi, với lấy mấy cái xô chậu đựng nước đề phòng nhà dột khi mưa lớn. Nhà của mình đã cũ lắm rồi, mấy thanh gỗ trụ này mà gió lớn sợ không trụ nổi. Nếu qua được cơn bão này, có khi mình phải sửa lại nhà thôi mình ạ. Nhưng mà tiền đâu? Tôi cũng hy vọng cơn bão này sớm qua thôi. Mưa to quá. Ôi, mẹ ơi, con sợ. Em mặc áo mưa cho con, rồi nhà mình sang nhà bác ba hàng xóm trú nhờ. Cơn bão này mưa to quá, sợ nhà sập xuống thì khổ. Bác ba ơi, cho nhà em trú nhờ với, sợ căn nhà bị sập. Khổ quá, anh chị mau cho hai cháu vào, không nước mưa ngấm vào á, người ốm á thì khổ. Nhà tôi rộng rãi, cứ vào nghỉ ngơi rồi mai tính tiếp vậy. Không ngờ cơn bão hôm qua lớn quá. Thôi, căn nhà này đằng nào cũng phải sửa, anh cũng phải sửa lại cho chắc chắn chứ. Có khó khăn gì á thì chúng tôi mỗi người góp ủng hộ một ít. Dạ, cảm ơn các bác ạ. Nhà em cũng chỉ sửa sang lại một chút để có thể ở được, chứ giờ cũng chưa có điều kiện dựng lại nhà. Tranh thủ mấy hôm trời nắng, nhà các bác á, có gì thì mang sang đây giúp đỡ cho vợ chồng chú ấy. Được chút nào hay chút ấy. Nhà tôi buôn gạo, chẳng có gì, tôi ủng hộ 10 kg gạo nha. Dạ, chị tốt quá. Thôi, bác bé cho thì anh chị nhận đi. Hàng xóm khó nhau là ở những lúc hoạn nạn thế này. Phải đây, để tôi về tìm xem có mấy tấm tôn lần trước lợp còn thừa, vẫn còn tốt lắm, tôi mang sang cho. À, hôm trước á, tôi mua 3 tờ vé số, có một tờ có series lạ lắm. 3 con 5 nha chưa, tôi tặng chị.
biết đâu trúng giải độc đắc để tạo căn nhà này. Phải đấy, biết đâu may mắn lại đến với nhà anh chị. Không những tậu được cái nhà, lại có vốn làm ăn, không phải đi buôn sắt vụn nữa. Trời ơi, có tin sốt dẻo á, các bà đã nghe chưa vậy? Ủa có chuyện gì vậy? Không thể tin được á, nhà chị ba mua đâu 3 tờ vé số thì trúng cả 3 tờ đấy, giải độc đắc hẳn hoi. Ủa mà hình như tôi nhớ là chị ấy cho chị Tâm một tờ đấy, thế là cũng trúng giải hả? Ừ đúng rồi, nhưng chỉ là tờ vé số giải khuyến khích thôi à. Ờ này chị ba ơi, quả này khao to nha, lại đây chúng tôi hỏi chuyện. Ừ các chị thông cảm đi, em đang vội quá, sang nhà chị Tâm đòi lại tờ vé số trước đã. Đúng là lúc có tiền người ta khác lắm, tờ vé số đã ủng hộ người nghèo rồi còn muốn đòi lại. Mà nhà anh chị Tâm á cũng hoàn cảnh, anh chồng thì bệnh tật suốt ngày, chị vợ thì buôn thủng bán đi suốt ngày. Ờ đúng đấy, đã trúng độc đắc rồi mà còn tham quá thế à. Em này, tờ vé số chị ba cho em hôm trước đâu rồi? Em để trong tủ ấy, hôm nào mình đi nhận giải cũng 2 triệu chứ chả chơi đâu, không ngờ may mắn như vậy. Em mang sang nhà chị ba trả lại đi, vừa rồi chị ấy sang hỏi đấy. Trời ơi, chị ấy đã trúng giải độc đắc rồi mà còn tham thế. Đã cho mình rồi, thấy trúng giải thì lại đòi về bằng được, đúng là giờ mới biết lòng người. Thôi, đằng nào cũng không phải của mình, mình mang trả lại người ta đi. Chị ấy đã cho mình rồi thì là của mình chứ, em không ngờ tính chị ta như vậy đấy. Để em mang sang trả, sau này thì tình làng nghĩa xóm cũng chẳng còn gì nữa. Sao em lại ăn nói như vậy chứ? Trước nay chị ấy giúp nhà mình nhiều lắm rồi, chỉ vì tờ vé số mà thành ra thế này ư? Em... Anh chị có chuyện gì mà to tiếng thế? Ở ngoài này còn nghe tiếng đây này. Chị ba sang chơi, nhà em cào nhào chuyện rào ế ấy mà. Dạ, nhà em trả lại cho chị ạ. À. Dù gì cũng là của chị, may mắn cũng thuộc về chị, nên mới trúng giải khuyến khích này. Tôi đến là để đổi cho anh chị tờ vé số khác. Cả 3 tờ vé số đều trúng giải, mà tờ cho anh chị lại trúng giải ít tiền nhất. Giờ à, anh chị nhận tờ vé số này giùm tôi, trị giá giải thưởng của nó là 20 triệu, cũng đủ để anh chị sang sửa lại căn nhà. Chị... Sao chị lại làm thế? Thì tôi cứ áy náy mãi cho anh chị đúng tờ vé số mà trúng giải ít tiền quá. Cũng là may mắn nên tôi san sẻ cho anh chị chút thôi. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều, dù gì á nhà anh chị cũng cần số tiền này, cứ nhận đi đừng có ngại. Chị ơi, chị tốt quá, chúng em còn chưa giúp được gì cho chị. Trời ơi, có gì đâu, chút tình cảm bà con làng xóm cho nó ấm áp, san sẻ với nhau một chút thôi mà. Vậy thôi ha, tôi về nha. Chị ấy tốt quá mình ạ. Tôi cứ tưởng chị ấy đòi lại tờ vé số trúng giải, ai ngờ chị ấy đổi lại tờ có giá trị cao hơn cho mình. Thật hiếm người có lòng thương người như chị ấy đấy. Người ta gọi đấy là cổ tích giữa đời thường đấy. Suýt chút nữa mình nghĩ xấu cho chị ấy rồi, mai chưa làm gì có lỗi với chị ấy. Gái rượu. Gái rượu của bố ơi, vào bố bảo này. Dạ, bố gọi gái rượu ạ. Gái rượu cầm lấy tiền chạy sang nhà bà Tám, bảo bà bán cho bố hộp bánh bông lan về thắp hương mẹ nhé. Dạ, gái rượu đi ngay. Bà Tám ơi, bà Tám. Ôi, gái rượu của bố Phúc đấy à, cháu sang mua gì thế? Bà bán cho cháu một hộp bánh bông lan. Hôm nay dỗ mẹ hả cháu? Vâng ạ. Của cháu đây. Cháu cảm ơn bà. Ai vậy mẹ? Con dâu à, cái gái rượu nhà ông Phúc vừa sang đây mua đồ về thắp hương mẹ nó ấy mà. Gọi là gái rượu luôn hả mẹ? Đấy là biệt danh bố nó đặt cho nó đây. Chứ tên thật của nó là Hạnh. Nó thích mọi người gọi là gái rượu lắm. Công nhận bố con bé nghĩ ra biệt danh này hay thật. Bố ơi, bố kể cho con nghe về mẹ đi. Từ lúc sinh ra con chưa được gặp mẹ. Mẹ có
con là một người phụ nữ đảm đang, lo toan gánh vác mọi việc trong gia đình. Chỉ tiếc là ông trời đã mang mẹ con đi quá sớm. Bố, bố có yêu mẹ con không? Bố yêu mẹ như yêu con bây giờ vậy. Con vẫn luôn tò mò, sao bố gọi con là gái rượu? Có phải trước mẹ còn sống, bố rất thích uống rượu phải không? Không phải thế đâu con à. Bố yêu thương con, nên bố mới gọi con là gái rượu con gái à. Bố ơi, sau này lớn lên, cho dù lấy chồng, con cũng nhất định sẽ thường xuyên về phụng dưỡng bố, chăm sóc bố lúc về già. Ừ, gái rượu ngoan lắm. Chú ngồi nghỉ một lát đi, chúng cháu còn lâu mới xây hết chỗ vữa này. Ừ, vậy chú nghỉ một lát nha. Đáng lẽ tầm tuổi như chú, người ta nghỉ ngơi bên con cháu rồi. Mà con gái chú đi học bên Nhật thế nào rồi, bao giờ mới về? Cháu nó vẫn khỏe, còn 2 năm nữa là về cháu à. Có con đi du học nước ngoài tự hào bác nhỉ. Vất vả một tí, nhưng sau này nó về nước công thành danh toại, rồi đến lúc đó bác tha hồ mà hưởng phúc. Ôi, nuôi con là nghĩa vụ của bố mẹ mà các chú. Chỉ mong sao cho đời con nó đỡ khổ hơn đời mình là mãn nguyện các chú ạ. À. Bác cứ nói thế. Một thời gian sau, gái rượu, gái rượu ơi. Vâng vâng, có gì em gọi lại ạ. À? Bố thì con lớn rồi mà, bố gọi con là hạnh đi. Hôm nọ con đưa bạn về quê, bố cứ gọi con là gái rượu hoài, nghe ngưỡng chết đi được. Vừa nãy khi con đang nghe điện thoại, bố gọi thế không biết người ta có nghe thấy không nữa. Bố xin lỗi, bố vẫn quen gọi con như lúc con còn ở nhà. À bố này, con đang nghĩ có khi con quay lại Nhật làm việc. Con mới về nước được có mấy tháng lại tính đi sao? Con định đi bao lâu? Con nghĩ rồi bố ạ, ở bên Nhật con mới phát triển sự nghiệp được. Ừ, con cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Vâng, mà vừa nãy bố gọi con có chuyện gì ạ? Bố nhờ con vào nhà bà Tám mua hộp bánh bông lan về thắp hương mẹ ấy mà. Vâng, con mới về cũng chưa vào nhà bà Tám chơi, con đi luôn ạ. Bà Tám ơi. Cháu là... Cháu là Hạnh đây bà. Bà không nhận ra cháu sao? Hạnh nào nhỉ? Cháu là Hạnh con bố Phúc nè bà. Ngày trước hay sang nhà bà mua bánh bông lan đó. À, gái rượu phải không? Cháu về rồi hả? Cháu cứ nói là Hạnh, bà chả biết là ai. Thì tên thật của cháu là Hạnh mà bà. Bây giờ cháu lớn rồi, không gọi là gái rượu nữa. Gớm, mới đi du học có mấy năm mà kêu lớn. Ngày trước không phải lúc nào cháu cũng một câu xưng gái rượu, hai câu gái rượu đó thôi. Rồi cả bố cháu nữa, đi đâu cũng khoe gái rượu của tôi thế này, gái rượu của tôi thế kia. Dạ, bố cháu hay nói về cháu với mọi người vậy sao? Ừ, bố cháu hãnh diện về cháu lắm đó. Thế nào, đi du học về đã báo đáp cho bố được cái gì chưa? Dạ, cháu... Bố cháu vì cháu mà vất vả lắm đó. Bà nói cháu nghe nè. Dạ. Hiếm có ai được như bố cháu gái rượu à. Phận gà trống nuôi con đã vất vả, thế nhưng ông ấy không bao giờ than vãn với ai, lúc nào cũng chịu đựng một mình. Nhớ hồi mẹ cháu mới mất, nửa đêm ông ấy một mình bế cháu ra trạm xá. Rồi những ngày cháu đi học nữa, ông ấy phải vất vả đi phụ hộ, nắng mưa cũng không nghỉ, về nhà vẫn lo toan việc nhà đầy đủ, từ con lợn, con gà, để kiếm tiền gửi cho cháu. Bây giờ ông ấy cũng có tuổi rồi, đã đến lúc cháu nên bù đắp lại công lao của ông ấy, cháu à. Bà ơi, cháu biết cháu phải làm gì cho bố cháu rồi. Gái rượu ơi, mày đã thay đổi thật rồi. Mày đã khiến bố phải vất vả vay mượn khắp nơi để đi du học bên Nhật. Vậy mà chưa kịp báo đáp được gì cho bố, thì mày lại định rời bỏ quê hương để làm giàu xứ lạ, phục vụ cho những tham vọng ích kỷ. Bố, gái rượu xin lỗi bố. Gái rượu sẽ không đi sang Nhật nữa đâu. Gái rượu sẽ ở nhà phụng dưỡng bố. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.